Mọi người ơi, trời, cái mùi của nó thơm quá cơ. Đấy, em đã làm xong món mực sốt cay nha. Bây giờ em chuẩn bị ăn nha. Em xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em Vân Sumo Vlog nha mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em làm món mực sốt cay cuốn rau sống nha mọi người. Em cũng không biết là cái vị của nó như thế nào. Cái mực xà đại dương ngày hôm nay em mua lần đầu tiên á, em sốt cay ăn thử coi sao nha mọi người. Em mời mọi người cùng ăn với em nhá. Nguyên con bự sư nư luôn, cắn một miếng coi sao nha cả nhà. Ngon quá. Cái thịt của nó dai, đây là chén mắm thần thánh của em nhá. Nó to, nó dài, ngon mọi người ạ. Đây. Ơi. Em cứ quên lúc thì cả nhà, lúc thì mọi người. Mọi người ơi, trời ơi, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Em chấm miếng tương, chấm miếng mắm. Mọi người xem video vui vẻ, cho em xin nút đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, mọi người đoán được là bao nhiêu tiền? Tối nay em mua mà bất ngờ luôn, lần đầu tiên mua. Cái mức xà đại dương mọi người, em mua trên mạng để các ship tới á, 165.000 hai ký, rẻ quá. Không có mọi người ơi. Cứ giúp bằng thảo với dầu. Bữa nay em ra đây ngồi cho thay đổi không gian chút xíu.
em thay đổi hai thứ. Đó là ra đây ngồi cho nó thay đổi không gian chút xíu. Còn nữa là cái video á, em sẽ chuyển cái phần ăn lên trước. Có nghĩa là cái lúc em ăn thì em sẽ chuyển cái lên trước để cho mọi người coi trước. Tại vì là những cái video em đăng trước đây á, thì em coi á, thì nhiều người tua qua cái đoạn đầu để coi cái đoạn em ăn á. Cho nên là bây giờ em sẽ đăng cái phần ăn trước và phần nấu em sẽ đăng sau. Nếu như mọi người xem thấy em ăn mà thấy món ăn ngon mà muốn xem cái phần em nấu thì xem tiếp. Không có mất công lại phải tua qua lại nữa nha mọi người. Cái đầu nha mọi người, em ăn cái đầu nữa nha. Ngon quá. Cái sốt đúng vậy, ngon. Mọi người ơi, hôm nay em mua mực xà đại dương nha mọi người. Nó khổng lồ luôn. Không biết cái mực này ăn có ngon không ta. Nè mọi người ơi, 4 con mực. 4 con mực là 4 con mực. Bây giờ em sẽ làm sạch và em sẽ đây nha mọi người ơi, vậy là em đã làm sạch và đã để ráo nước rồi nha mọi người. Cái mực xà này làm sao mà em thấy nó không có được trắng bằng cái mực mình hay mua ở chợ nha mọi người. Đây em đã chuẩn bị thêm là rau sống nè, rồi và đây là củ hành, củ tỏi, củ gừng, sả em xay rồi nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu làm món mực sốt cay nha mọi người. Trời ơi, em chuyên đề quên không bật điện thoại mọi người ơi. Đây nhá, em đã xào củ gừng, củ hành, củ tỏi. Rồi bây giờ em đã bỏ một ít bột điều rồi nhá. Bây giờ em sẽ bỏ bột ớt nhá. Này chắc ớm chừng đậu khoảng thìa mọi người. Em nêm nhá, em cho xíu mắm này, tương ớt này, xíu muối, bột ngọt, đường, rồi em cho mực vô nhá. Rồi em đã đảo đều rồi nhá. Bây giờ em đậy vung vào, em sẽ nấu 15 phút nha mọi người.